tạo thành một cái thể xác thì nó làm trong người trong nhà nó cái tinh thần nó bất an liên tục ha, và rất là khó mà phát triển được lớn. Họ thành công lớn lên rồi á, họ sẽ bị sụp đổ xuống. Khi cái gương soi to như vậy á, chúng ta đang đứng đầu sóng ngọn gió nữa ha, mà cái tâm chúng ta động á, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro mà nó ngoài sức mong đợi của mình, ngoài cái sự suy tính của mình các bạn. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Tùng Lâm Hải, phong thủy tướng số dưới góc nhìn khoa học và logic. Hôm nay Hải sẽ chia sẻ với bạn về cách chúng ta sử dụng gương trong phong thủy. Thì trong phong thủy, cái gương soi của mình á, nó giống như là một vị thuốc trong phong thủy của bạn. Và biết là khi những người thầy đông y á, người ta khám bệnh á, thì sau khi mà phát hiện ra bệnh rồi, người ta sẽ có những cái vị thuốc bắc thật hoặc là thuốc nam á, để người ta chữa bệnh cho bệnh nhân ha. Thì phong thủy nó cũng vậy. Khi một người thầy phong thủy người ta tới nhà của mình, người ta xem ha, đo đạc tính toán, sau đó người ta sẽ biết được là trong nhà mình sẽ có những cái bệnh gì ha. Từ đó người ta sẽ có những cái vị thuốc để mà chữa cái bệnh đó. Thì cái gương soi cũng là một cái vị thuốc trong phong thủy các bạn. Mặc dù nó không phải là một vị thuốc quá quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng sai nó thì cũng sẽ để lại những cái tác hại rất là lớn ha. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng đúng nó thì cũng nó sẽ mang lại những cái hiệu quả cho chúng ta à, đặc biệt là trong vấn đề về tài lộc. Thì đầu tiên á, về cái tính chất của gương soi các bạn, trong phong thủy á, thì cái gương soi á, nó thuộc về dương à, trong âm dương ha, thì cái gương soi nó thuộc về dương. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái gương soi đó trong những khu vực mà cần cái tính dương, chứ không nên là sử dụng gương soi trong những khu vực cần tính âm. À, ví dụ như là cái phòng ngủ của mình, nó là nơi mà cần cái tính âm à, nó cần tĩnh, nó cần mát mẻ, nó cần cái sự gọi là lắng động, tĩnh tại à, để chúng ta ngủ cho nó ngon à, tại vì cái đầu mình á, mà khi mình nằm trong những cái môi trường mà nó động á, thì mình sẽ rất là khó ngủ. Thì cái gương soi á, nó thuộc về tính dương và nó mang cái tính phản chiếu khí, nó làm cho môi trường mà xuất hiện cái gương soi đó nó sẽ động. Cho nên là nếu chúng ta để cái gương soi trong phòng ngủ của mình thì sẽ làm cho phòng ngủ của mình nó sẽ động. Mặc dù chúng ta biết là cái gương soi đó chúng ta để trang điểm gì đó cho nó tiện trong phòng ngủ, nhưng mà chúng ta cố gắng à, để cái gương soi đó tránh để nó chiếu thẳng vào cái đầu giường ha, đó là tuyệt đối cấm ha. Tại vì các bạn sẽ thấy là cái đây là kinh nghiệm rất là nhiều rồi à, kể cả bạn bè người thân xung quanh của mình và những người mà mình đã từng xem á, thì cái gương soi mà chiếu vào đầu giường phần lớn những người đó à, lúc còn trẻ thì người ta vẫn thấy không sao à, trẻ không sao, tại vì còn trẻ thì sinh khí nó còn nhiều, sinh lực còn nhiều các bạn, thì người ta bị mất ngủ vài hôm hoặc là trong lúc ngủ suy nghĩ mơ gì đó người ta vẫn khỏe à, nhưng mà bắt đầu có tuổi một xíu rồi hoặc là sau một thời gian người ta làm việc ta xuống sức rồi các bạn, thì bắt đầu cái gương soi nó làm cho cái tác hại của cái việc là mất giấc ngủ á, à, nó sẽ là tác hại rất là lớn và ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là cái tâm trí của họ. Và những người đó đều phản hồi lại với Hải á, là cái gương soi trong phòng ngủ nó làm cho họ xuống sức nhiều và dễ ra những quyết định sai. Tại vì là lúc đầu á, thời gian ngắn thì nó chưa tác động lớn đâu, nhưng mà thời gian dài á, thì cái gương soi trong phòng ngủ là tối kỵ à, nếu nó chiếu vào đầu giường ha. Thì khi nghe thông tin này, nhiều bạn sẽ phản biện là tại sao trong khách sạn người ta lại dùng rất là nhiều gương soi à, và giường ngủ như vậy à, nhưng mà người ta vẫn phát triển kinh doanh bình thường à. Thì như Hải chia sẻ với các bạn đó là cái gương á, nó thuộc về tính dương à, mà khi những người kinh doanh khách sạn á, người ta để cái gương chỗ phòng ngủ á, thì bản chất á, là các bạn sẽ biết là những người vào trong khách sạn phần lớn người ta sẽ không ngủ à, mà người ta thức, đúng không các bạn à, chắc các bạn hiểu ý của Hải đúng không? Cho nên là những khách sạn người ta sẽ để gương trong phòng ngủ không có vấn đề gì hết à, để mọi người đâu có ngủ đâu ha. Nhưng mà khi chúng ta ở nhà, chúng ta là những người sinh hoạt trong gia đình của mình thôi, không phải là những cặp đôi vào trong khách sạn, thì rõ ràng để gương soi ra phòng ngủ à, một ngày hai ngày thì không sao, nhưng mà thời gian dài chắc chắn nó sẽ làm cho phòng ngủ mình bị động rất là nhiều. Nhiều người lý giải theo cái phương pháp tâm lý học á, thì người ta nói là để gương soi ra phòng ngủ thì chúng ta ngủ dậy chúng ta giật mình, chúng ta nhìn vào gương, chúng ta cảm giác giống là có ai đó đang nhìn mình kiểu như vậy, hoặc là chúng ta nhìn vào gương chúng ta giật mình à, làm cho mình hoảng hồn kiểu như vậy ha. Nhưng đó về tâm lý học thôi, còn về phong thủy á, thì người ta đưa ra hai khía cạnh là âm dương thôi. Đơn giản là gương nó thuộc về dương thì chúng ta chỉ nên dùng nó ở cái chỗ nào mà cần dương thôi. Thì cái chỗ mà cần dương á, phần nhiều á là nó thuộc về cái mặt bằng kinh doanh à, trong phong thủy á, thì cái nhà ở của mình và cái mặt bằng kinh doanh của mình, thì cái nhà ở nó thuộc về âm mà cái mặt bằng kinh doanh á thuộc về dương. Cho nên á, đối với những mặt bằng kinh doanh á, thì mọi người sẽ sử dụng gương soi à, rất là phù hợp và rất là hiệu quả. Và chúng ta sẽ thấy là những quán ăn người ta sẽ sử dụng gương soi à, để cho không gian nó rộng hơn, đúng không? Đồng thời á, là cái gương soi nó làm cho cái không gian mình được nhân đôi lên à, khách ví dụ một khách vào quán mình thôi nhưng mà có thêm gương soi nữa, nó sẽ làm cho tăng nhiều khách lên. Ví dụ một có một gương soi nó làm cho tăng thành hai khách à, hai gương soi nó thành nhiều khách lên kiểu như vậy. Thì người ta sẽ tạo cái ảo giác là quán mình đông khách và từ đó nó tạo được cái trường khí à, xung tụ
làm cho mọi người tới quán mình nó vui vẻ hơn, người ta thoải mái hơn. Đồng thời khi mà có gương soi ở trong cái mặt bằng kinh doanh á, nó sẽ làm cho những người khách hàng của mình là nhìn vào gương và người đó sẽ có cái tâm lý là không có mà thể hiện những tính cách xấu của mình ra khi mình ngồi ăn hay là mình ngồi nhậu. Tại vì là khi mà chúng ta ăn nhậu mà chúng ta nhìn thấy bản thân mình trong gương á, thì chúng ta sẽ không có, chúng ta ngại bộc lộ có những cái tính xấu của mình ra, mà thông thường chúng ta sẽ lịch sự lễ phép hơn. Và đó là lý do vì sao mà hãy vào trong những cái nhà hàng hoặc là những quán bar các bạn. Các bạn sẽ thấy là người ta sẽ có chỗ có quầy rượu á, người ta sẽ để những cái hàng gương để những vị khách mà ngồi trên ghế cao mà chỗ quầy rượu á, người ta uống rượu, người ta nói chuyện với tiếp viên, người ta không có bất lịch sự. Tại vì người ta nhìn thấy bản thân họ trong gương đó, thì họ sẽ không hạn chế đi các bạn ha, hạn chế đi cái sự bất lịch sự đối với nhân viên phục vụ. Đồng thời là nó sẽ làm cho những người mà nhìn thấy mình trong gương đó, người ta sẽ muốn thể hiện cái tôi của mình hơn. Cho nên người ta sẽ sẵn sàng chi trả nhiều hơn. Thì đó là cách mà những cái chủ nhà hàng, chủ quán bar, chủ mặt bằng kinh doanh, người ta sẽ sử dụng gương để mà tạo cái lợi thế của họ cho cái môi trường kinh doanh của họ, để mà đem lại doanh thu. Tại vì gương nó thuộc về dương, mà mặt bằng kinh doanh nó thuộc về dương. Nó cần sự náo động, nó cần sự kết nối, nó cần sự tương tác, nó cần sự bộc lộ cái tôi mình ra. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gương soi để chúng ta kích thích cái điều đó lên ha. Ngày xưa mà trong phong thủy á, trước khi mà có người sản xuất ra được cái loại gương soi á các bạn, thì trong phong thủy người ta sẽ sử dụng cái mặt nước á, thì người ta sử dụng để phản chiếu những cảnh đẹp. Ví dụ như là xung quanh nhà của họ có những cảnh cây cỏ hoa lá núi non đẹp, thì họ sẽ sử dụng những cái hồ nước để phản chiếu những cái hình ảnh đẹp đó, làm cho căn nhà của họ nhìn vào luôn luôn là thấy được gấp đôi cái hình ảnh đẹp đó xung quanh nhà mình lên, và tạo cái tâm lý thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Còn ngoài ra người ta cũng sử dụng những cái hồ nước để người ta phản chiếu những ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhà của mình á, để nó phản chiếu lại, nó hạn chế bớt những cái phản chiếu vào trong nhà của mình. Đương nhiên chúng ta cũng phải để ý là khi chúng ta sử dụng hồ nước mà phản chiếu cái ánh sáng mặt trời á, thì chúng ta phải để ý là tránh việc để cho nó phản chiếu trực tiếp vào nhà của mình. Tại khi mà nó phản chiếu trực tiếp vào nhà của mình á, thì nó tạo thành một cái thế xác là phản quan sát, thì nó làm cho người trong nhà nó cái tinh thần nó bất an liên tục ha, và rất là khó mà phát triển được lớn. Tại vì cái đầu mình nó tỉnh thì mình nó phát triển được, làm việc lớn được ha. Còn mà dính khoảng phản quan sát á, thì con người mình nó bất an lắm. Thường mình sẽ làm những việc tay chân hoặc là buôn bán nhỏ lẻ thôi. Hay từng vào những quán cà phê mà ven sông á, những quán cà phê ven sông, những nhà hàng ven sông á, thì người ta không biết cái thế xác này. Tại vì ven sông á, thông thường là mặt trời nó chiếu xuống sông và nó sẽ phản chiếu vào trong cái nhà hàng đó, và sẽ làm cho tất cả những người khách ở đó rất là bất an, rất là động tâm. Cho nên là không thể nào kinh doanh lớn được, chỉ là những nhà hàng bình dân thôi. Thì những người bình dân người ta vào đó, người ta uống nước, người ta trò chuyện, người ta câu cá kiểu như vậy thì nó phù hợp. Còn mà kinh doanh lớn hơn một xíu là không được. Còn nếu mà chúng ta nhà hàng mà gần sông á, mà chúng ta làm ăn lớn này kia đấy, thì thông thường người ta sẽ là có những cái trồng những cây xanh để chắn lại, chắn bớt lại. Chỗ nào cần thoáng thì thoáng, chỗ nào cần kín thì kín. Thì lúc đó chúng ta sẽ là dùng được những cái mặt bằng mà gần sông. Còn mà chúng ta không biết á, chúng ta cứ để trống thoáng ra để mà view nhìn hết sông luôn kiểu như vậy. Thì khi mà mặt trời nó chiếu xuống cái, nó chiếu vào thì rất là nhiều cái tia độc hại. Ta nói đơn giản về mặt khoa học là cái tia UV chiếu vào làm cho da mình rất là đen và bị hư da kiểu như vậy. Hay là từng ngồi những quán như vậy trong vòng 2 tiếng thôi, nhưng về nhà cái mặt nó đỏ ửng hết lên ha, và nó cái da nó bị hư liền. Thì thông qua cái việc như vậy chúng ta sẽ thấy được, nếu như nhà của mình á, đối diện nhà mình là những cái tòa nhà hoặc là những cái nhà mà người ta để những cái tấm gương á, hoặc là những cái cửa kính các bạn, những phản chiếu ánh sáng vào trong nhà của mình, thì đó chúng ta cũng bị dính cái thế phản quan sát. Thì cách hóa giải chúng ta sẽ trồng những cây lớn để chúng ta che cái phản quan sát đó lại, hoặc là chúng ta sẽ góp ý với hàng xóm, hoặc là có nhiều giải pháp các bạn ha. Trong đó có một giải pháp rất là tệ là chúng ta sẽ dùng gương để chúng ta đối chiếu lại, thì nó tạo sự va chạm không hay. Thông thường chúng ta sẽ dùng những cái vật phẩm hoặc là những cây xanh để chúng ta hấp thụ cái tia sáng đó, không cho nó vào trong, chúng ta sẽ hấp thụ nó trước khi nó vào trong nhà của mình. Nhiều bạn hỏi là nếu chúng ta mà để gương soi ở phòng khách thì có được hay không? Thì bản chất là vẫn được thôi, không có vấn đề hết. Thì phòng khách nó thuộc về dương thì chúng ta vẫn có thể đỡ được, nhưng mà không nên để quá nhiều. Không nên để quá nhiều, tại vì khi chúng ta để cái gương trong phòng khách mình quá nhiều á, thì cái tâm trí chúng ta nó không tập trung vào, nó khó tập trung các bạn. Tại vì cái gương nó làm mình động tâm mà, khó tập trung lắm. Cho nên là thông thường các bạn sẽ để ý là những cái nhà mà phòng khách á, nhiều gương á, các bạn để ý nha, cái đây là quan trọng, phải chuyên nghiệp nhiều rồi. Những phòng khách mình để rất là nhiều gương á, rất nhiều gương soi á, hoặc là những cái mảng gương to á, chỗ cái ghế ngồi sofa á, thì thông thường những cái người chủ nhà đó, cái tính cách của họ nó tương đối gọi là ái kỷ. Dùng cái từ trong huyền học, trong tâm lý nó gọi là từ ái kỷ ha, có nghĩa là mình yêu chính mình các bạn ha.
nhà mình nhiều gương quá thì thông thường những người đó người ta sẽ có tâm lý là yêu chính mình ha. Và khi một người người ta yêu chính mình á, thông thường tính cách họ nó tương đối gọi là hơi bảo thủ, bảo thủ cố chấp ha, bảo thủ cố chấp. Và khi mình yêu chính mình quá, lúc nào chúng ta cũng tự thấy mình là đúng, tự thấy mình là đẹp, tự thấy mình là hơn á, thì nó sinh ra cái sự ảo tưởng các bạn ha. Thì những nhà mà nhiều gương quá là cũng không tốt đâu ha. Có những người mà khi người ta làm ăn lớn á, người ta thành công rồi á, bắt đầu người ta xây những nhà lên, sau đó người ta làm những cái mảng gương rất lớn trong phòng khách của họ ha. Và nó sinh ra cái sự chủ quan, sự ảo tưởng rất mạnh các bạn, chủ quan và rất là bảo thủ cố chấp và không lắng nghe ý kiến của những người xung quanh họ. Từ đó bắt đầu là họ thành công lớn lên rồi á, thì họ sẽ bị sụp đổ xuống do cái tính cách các bạn, cái tính cách. Đồng thời là những người mà làm ăn càng lớn lên á, thì cái tâm nó càng phải tỉnh lại để khí lực nó không bị mất đi. Nhưng mà khi cái gương soi to như vậy á, chúng ta đang đứng đầu sóng ngọn gió nữa ha, mà cái tâm chúng ta động á, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro mà nó ngoài sức mong đợi của mình, ngoài cái sự suy tính của mình các bạn. Cái gương soi nó tạo cái tâm lý yêu chính mình, là các bạn để là ví dụ như trong phòng gym, phòng tập gym á, hay là phòng yoga kiểu như vậy á, thì người ta sẽ để rất là nhiều gương để mọi người khi tập gym, tập tạ hay là tập cái tư thế của mình á, chúng ta nhìn vào thân thể của mình đó, thì chúng ta quan sát, thì chúng ta tập luyện cho nó dễ kiểu như vậy. Và vô tình nó sẽ tạo thành một cái tâm lý là yêu chính mình ha. Cho nên mà các bạn để ý là những người tập luyện yoga hay tập luyện gym, tập luyện những môn mà sắc đẹp á ha, thì người ta sẽ có cái tâm lý là yêu chính mình. Đương nhiên á, là cái việc tâm lý đó chúng ta không nói là tốt hay xấu nha bạn. Tại vì là phụ nữ á, chúng ta nên có cái tâm lý đó. Nếu mà sống ngoài đời ha, chúng ta không nói về tu tập, sống ngoài đời chúng ta nên có tâm lý đó để chúng ta tự biết chăm sóc cho bản thân mình đẹp hơn, vui vẻ hơn mỗi ngày ha. Nhưng mà trong việc vấn đề làm ăn, trong vấn đề tương tác xã hội thì chúng ta phải biết vì người khác nữa. Còn lúc nào cũng cực đoan về chính mình thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị nhiều cái tiêu cực từ nó. Ngoài ra họ cũng có biết một cái mẹo mà nhiều người người ta làm việc á, trong cái bàn làm việc của họ, họ cũng sẽ để một cái gương soi nhỏ trên bàn làm việc để nó kích thích cái động lực làm việc của họ nó mạnh mẽ hơn, và họ gọi là có trách nhiệm hơn đối với công việc của mình và đối với chính mình. Cho nên những người mà để cái tấm gương soi trước mặt của mình bên cạnh để chúng ta làm việc và lo chúng ta nhìn vào gương để chúng ta thấy mình á, thấy cái trạng thái làm việc của mình á, thì họ cũng sẽ là làm việc hiệu quả hơn và họ sẽ quyết tâm hơn các bạn. Tại vì theo tâm lý học thì chúng ta sẽ không muốn nhìn thấy mình ở những cái trạng thái mà tiêu cực hoặc là những cái trạng thái mà xấu. Cho nên là chúng ta khi chúng ta làm việc á, chúng ta luôn luôn thể hiện, muốn thể hiện được khi chúng ta nhìn thấy mình trong gương ha, là luôn luôn muốn thể hiện mình những cái mặt tốt nhất của mình, giỏi nhất của mình và tinh thần tốt nhất của mình. Cho nên chúng ta sẽ để những cái tấm gương nhỏ thôi ha, trên bàn làm việc, thì chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn và nó sẽ có ích cho công việc mình hơn. Tại vì như các bạn thấy đó, là âm dương á, thì cái phòng làm việc nó thuộc về dương. Khi chúng ta làm việc, chúng ta lao động á, nó thuộc về dương. Cho nên chúng ta để tấm gương nó phù hợp. Nhưng mà ngược lại cũng là vấn đề đó, nhưng mà những người cái tính người ta hướng nội, tính người ta hướng nội thì khi người ta làm việc người ta lại không thích để gương, mà chúng ta là để gương vào trong phòng làm việc của họ thì họ sẽ thấy khó chịu, cái tâm họ động lên và họ làm việc nó không còn đúng những cái hiệu quả họ mong muốn nữa ha. Thì khi chúng ta làm việc mà tính cách chúng ta là hướng ngoại hoặc là những công việc chúng ta đòi hỏi sáng tạo, thì chúng ta có thể để tấm gương nhỏ trên bàn làm việc của mình, nó sẽ đẩy mạnh cái tinh thần làm việc của mình lên. Có một cái lưu ý cuối cùng nói về vấn đề gương soi, Hải muốn chia sẻ với các bạn là khi chúng ta treo gương á, chúng ta tuyệt đối là không được treo gương mà để những cái tấm gương mà trong nhà, phòng khách hoặc là phòng ngủ kiểu như vậy, hay là phòng vệ sinh kiểu như vậy, thì không bao giờ chúng ta để những cái tấm gương mà nó chúng ta nhìn vào mà chúng ta không thấy cái đầu của mình. Tại vì có nhiều người treo gương nhưng mà không biết là để cái gương nó thấp hơn cái đầu của mình, nó không ngang tầm nhìn á. Thì đương nhiên cái này là ít thôi, nhưng mà vẫn có những người bị cái đó ha. Tại vì khi chúng ta để gương mà thấp hơn đầu của mình, chúng ta nhìn vào gương mà chúng ta phải cúi xuống hay chúng ta phải thấp người xuống chúng ta mới nhìn thấy cái đầu của mình á, thì nó sẽ gây ra những cái bệnh về huyết áp và đồng thời là gây những cái tai nạn về đầu óc ha. Thì chúng ta tránh cái đó thôi. Thì những cái thức Hải chia sẻ với các bạn trong video này đều được Hải trực tiếp nghiên cứu và chứng nghiệm rất là nhiều lần trên rất là nhiều gia chủ mà Hải tư vấn phong thủy. Cho nên nếu các bạn thấy video hữu ích thì có thể để lại một like, một share, một đăng ký kênh để Hải có động lực ra nhiều video chất lượng hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn.